Rất cảm ơn quý vị đã vẫn giữ băng tần 57.6 và 16.8 của hệ thống truyền hình VBS. Tiếp theo sau đây là phần tin châu Á với những tin sau đây thưa quý vị. Lực sĩ trực ban của Nga sử dụng chất kích thích bị cấm tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Cảnh sát New Delhi bắt người biểu tình phản đối lệnh cấm đội khăn trùm đầu. 6 chiến hạm của Nga đã tiến vào Bắc Hải diễn tập quân sự. 2 người chết vì Covid-19 ở Hồng Kông. Và mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Lực sĩ trượt băng Nga sử dụng chất kích thích bị cấm tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Thưa quý vị, Kamila Valieva, lực sĩ trượt băng nghệ thuật 15 tuổi của Ủy ban Olympic Nga, có kết quả xét nghiệm dương tính với thuốc kích thích bị cấm sử dụng trước khi đến Thế vận hội Bắc Kinh. Sự kiện có thể khiến cho cô bị tước huy chương vàng cá nhân và đồng đội nữ. Nhật báo Nga RBC của Nga đưa tin trên đầu tiên trước tin của hãng thông tấn AP nói rằng Valieva đã uống trimetazidine, là một loại thuốc bị cơ quan chống doping quốc tế cấm sử dụng, thường được bác sĩ ghi toa để điều trị chứng đau ngực. Nếu ROC bị loại khỏi giải đấu, Canada vươn lên từ vị trí thứ tư để giành huy chương đồng, bỏ luật chống doping. Xin lỗi quý vị, bộ luật chống doping của WADA quy định điều khoản buộc tiết lộ công khai danh tính lực sĩ vi phạm doping, nhưng điều khoản này không được áp dụng nếu lực sĩ vi phạm dưới 18 tuổi. Valieva đã trở thành một trong những ngôi sao đột phá của Thế vận hội Bắc Kinh, là nữ lực sĩ đầu tiên trong lịch sử Olympic được xếp hàng đầu 4 cú nhảy vào ngày 6 tây tháng 2. Thưa quý vị, cảnh sát của New Delhi đã bắt người biểu tình phản đối lệnh cấm đội khăn trùm đầu. Cảnh sát của New Delhi vào hôm thứ Năm đã bắt một số thành viên của Hiệp hội Sinh viên Ấn Độ tuần hành đến Karnataka Wawan của thủ đô để phản đối quy định của chính phủ Karnataka về trang phục trong trường học. Cuộc tranh cãi về lệnh cấm đội khăn trùm đầu nổ ra vào tháng 12 năm 2021 khi mà trường cao đẳng dự bị đại học của chính phủ Kadapura thuộc quận Udupi của Karnataka đã ban hành thông tư cấm đội khăn trùm đầu trong lớp học. Hồi tháng Giêng, một số sinh viên của trường đại học UDP đã bị từ chối vào lớp học vì đã đội khăn trùm đầu. Vì lý do này mà một số sinh viên đã mở cuộc biểu tình bên ngoài lớp học cùng với các thành viên của Tổ chức Hồi giáo Ấn Độ. Tại phiên tòa diễn ra vào hôm thứ Năm, Tòa Thượng thẩm Karnataka đã ra phán quyết cấm các học sinh mặc trang phục tôn giáo dù là khăn quàng cổ, hijab hay là saffron. 6 chiến hạm Nga tiến vào Hắc Hải diễn tập quân sự. Thưa quý vị, 6 chiến hạm của hạm đội phương Bắc và Baltic của Nga từ Địa Trung Hải đã đến Sevastopol của Hắc Hải vào ngày thứ Năm để tham dự cuộc diễn tập quân sự. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho hay các chiến hạm của hạm đội phương Bắc và Baltic đã đến cảng Taras của Syria, nơi đặt căn cứ của Hải quân Nga trong khuôn khổ cuộc diễn tập gồm tuần hạm có gắn khỏa tiện Marshal Ustinov, là khu trục hạm Kasatanov và chiến hạm chống tìm thủy định Kulakov. Giữa tháng Giêng vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo kế hoạch diễn tập hải quân với sự tham gia của hơn 140 tàu thuyền, hơn 10.000 thủy thủ. Các cuộc diễn tập diễn ra trong khi căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO. Hoa Kỳ, các quốc gia thành viên NATO và Ukraine đã lên tiếng phản đối Nga đưa quân đến vùng biên giới Ukraine, đe dọa xâm lược quốc gia láng giềng này. 2 người chết vì Covid-19 ở Hồng Kông. Tỷ lệ tiêm chủng tăng mạnh ở người lớn tuổi tại Hồng Kông có vẻ vì số ca nhiễm Covid-19 biến thể Omicron tăng vọt. Thành phố trung tâm tài chính toàn cầu thời gian vừa qua đã thành công trong việc kiểm soát đại dịch, bất chấp nguy cơ làm gián đoạn mọi hoạt động suốt 2 năm qua, bằng cách sử dụng các biện pháp đóng cửa biên giới, hạn chế nghiêm ngặt mọi sự đi lại. Thực tế trên đã làm giảm nhu cầu tiêm chủng rộng rãi, đặc biệt là ở những người lớn tuổi, những người nghèo, ít di chuyển. Tuy nhiên, thì khuynh hướng trên hầu như đã thay đổi khi mà số ca nhiễm tăng gần gấp đôi tại Hồng Kông, lên mức kỷ lục là 1.100 ca vào ngày thứ Tư, với các ổ dịch bùng phát tại 10 nhà dưỡng lão. 2 ca chết đầu tiên vì đại dịch COVID-19 ở Hồng Kông từ tháng 9 vừa qua đã được ghi nhận gồm có 2 ông cụ, 73 tuổi và 76 tuổi. Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam trong tuần này cho biết là sẽ ưu tiên đưa 90% những người lớn tuổi đi tiêm vaccine COVID-19 để giảm áp lực tại các bệnh viện.
Vào hôm thứ Năm, dân chúng của Hồng Kông tỏ ra thất vọng bởi vì số ca nhiễm không giảm, mặc dù giới chức thẩm quyền của thành phố bán tự trị đã tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động đầy căng thẳng theo chính sách Zero Covid của Bắc Kinh. Hồng Kông đã không cho phép tụ tập từ 2 người trở lên và đóng cửa những nơi thờ phượng, tiệm làm tóc và các cơ sở kinh doanh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin châu Á. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, một lần nữa chị em chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Việt Nam.